Trăm năm gà vẫn hoàn gà, vẫn thua đội nhỏ, vẫn hòa MC. Đây là hai cái câu sấm chuyển của một bậc vĩ nhân trong lịch sử bóng đá. Một người mà mình cũng chả biết là ai. Trong suốt những năm qua, chúng ta luôn được chứng kiến cái lời nguyền này mỗi khi hai đội bóng đối đầu với nhau. Nhưng mà chắc là phải tới năm nay thì lời sấm mới được thể hiện một cách rõ nhất, khi mà họ đã để thua liên tiếp ba đội nhỏ là Chelsea, cũng không nhỏ lắm, Wolverhampton và Aston Villa, trước khi họ tiếp tục hòa MC dù vẫn đá dở hơn. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng xem Tốt Gà đã làm như thế nào để có thể tiếp tục trở thành một kẻ ngáng đường cực kỳ khó chịu của MC nhé. Hãy bấm like, subscribe và bật chuông thông báo trước khi bắt đầu video, để kẻo lần sau lại lỡ mất video của bọn tôi thì phí. Người ta hay bảo Tốt Gà là khắc tinh số 1 của MC, có lý do của nó nha. Nhiều năm qua, mỗi khi đá với MC thì Tốt Gà với lối chơi phòng ngự chày cối, kết hợp với sức mạnh niềm tin và khả năng tận dụng cơ hội của cặp đôi Son Kane, luôn biết cách để xử đẹp đương kim vô địch C1, dù thực ra lần nào đá cũng ăn may. Năm nay thì điều đó tiếp tục được diễn ra trong hiệp 1. Huấn luyện viên Postecoglou tiếp tục yêu cầu các học trò của mình giữ vững lối đá lên bóng từ tuyến dưới dù biết là đối thủ mạnh hơn. Và bản thân ông còn đang không có được hai trung vệ tốt nhất của mình, mà phải sử dụng tới Emerson Royal và Ben Davies, những hậu vệ cánh phải chơi trung vệ một cách bất đắc dĩ. Pep rất hiểu người đồng nghiệp của mình nên ông cũng chiều đối thủ luôn khi ông cho các học trò pressing 1v1 dí Tốt Gà đến chết thì thôi. Đây là khối lên bóng rất quen thuộc của Tốt Gà với thủ môn, hai trung vệ bất đắc dĩ và Bissouma. Ngoại trừ Vicario thì cả ba người còn lại của tuyến lên bóng đầu tiên của Tốt Gà đều đang bị những cầu thủ của City kèm 1v1. Còn khi mở rộng góc nhìn ra thì hai inverted wingback ở phía trên của Tốt Gà cũng đang bị hai cầu thủ chạy cánh của MC, đó là Foden và Doku, bó vào trong để kèm chặt. Rodri với vai trò là cầu thủ đá trụ sẽ chủ yếu đảm nhận khoảng không rộng lớn ở phía sau tuyến pressing đầu tiên. Một thế trận pressing 1v1 phải gọi là cực kỳ chặt chẽ đến từ phía Manchester City. Và ở trong những kèo pressing 1v1 như thế này, chỉ có hai điều quan trọng quyết định thành bại của các đội bóng. Một, đó là trình độ cá nhân của các cầu thủ. Nếu mà họ kém hơn thì đơn giản là bị ập vào thì mất bóng thôi. Còn nếu trình cao hơn, phong độ tốt hơn thì qua được người, rất đơn giản. Hai, đó là sự tham gia của thủ môn. 11 đánh 10 thì luôn luôn là một lợi thế quân số cộng 1. Rất tuyệt vời. Và trong trận đấu này thì yếu tố trình độ chúng ta không cần phải bàn, Man City ăn đứt luôn. Yếu tố thủ môn thì lại là một điều mà mình thấy Vicario hơi gây thất vọng cho mình. Anh thường xuyên đưa ra những quyết định chuyền tương đối nóng vội, không nhử được áp lực từ đối phương hoặc là thiếu chính xác cho các đồng đội. Điều này cộng với một áp lực phải nói là khủng khiếp đến từ MC khi mà họ đạt được con số PPDA, số đường chuyền của đối phương trên mỗi hành động phòng ngự cực khủng là 8,7, ít gấp đôi con số của Spurs. Điều này đã ép tuyến dưới của Tốt Gà mắc cực kỳ nhiều lỗi cá nhân. Không những không lên được bóng từ phía dưới, phương án truyền ra hai cánh của Tốt Gà cũng không ổn chút nào khi mà họ cụt con cánh trái. Brian Gill đá khá là tàng hình khi mà gần như không đóng góp được gì vào trận đấu. 20 lần chạm bóng của anh là ít nhất trận luôn. Xong dây bóng được hai pha thì hai pha hỏng hết. Đã thấy ông cháu này lại không biết là có anh em họ hàng gì với mấy ông The Beatles hay không. Nhìn đầu tóc bù xù, người lèo khèo vào lờ, nhận bóng quay lưng nó đẩy phát ngã thì đã đâm gì. Trận đấu này, Haaland và các cộng sự ở tuyến đầu MC đã ăn được tổng cộng là 14 pha 2 turnovers hay cướp được bóng ở khu vực nguy hiểm, một con số rất cao. Không những thế, có tới 4 pha trong số đó là dẫn tới những pha dứt điểm và một pha dẫn tới bàn thắng. Người dâng bàn thì lại chính là Bissouma, cũng dễ hiểu thôi, là đầu mối lên bóng chính và bị chăm sóc cực kỳ kỹ càng thì anh cũng không thể nào đảm bảo là có thể đá tốt được hết cả trận. Đây, một cân ba như thế này không toác mới lạ đấy. Tuy nhiên, nói như vậy không phải là Tốt Gà không lên được bóng trong suốt hiệp 1. Thực tế thì dù có tệ hơn hiệp 2 thật, nhưng mà cái cách tiếp cận rất là máu lửa này đã giúp cho Tốt Gà lên bóng được một vài lần và thậm chí là có được những cơ hội tốt để ghi bàn. Đây là một ví dụ khá là ok này. Khi mà tuyến dưới Tốt Gà bị kèm khá là chặt thì khoảng trống ở khu vực mà Rodri phải đảm nhận lộ ra khá rõ cho Kulusevski, người được chơi cực kỳ tự do ở bên phía Tốt Gà để có thể khai thác. Và kết quả là Kulu đã ép trung vệ của MC phải dâng cao. Khoảng trống phía sau lưng hàng thủ MC lúc này là rất rộng để Son Heung-min và Brandon Johnson, những cầu thủ chạy nhanh nhất hiện tại của Tốt Gà, có thể khai thác được. Trong một tình huống khác thì Son Heung-min mới là người khai thác vào cùng khoảng trống ấy, khi mà Rodri đang bị kéo đi tương đối lệch khỏi vị trí ban đầu. Về cơ bản thì khi đối đầu với một đội pressing căng như vậy thì miễn là đủ bình tĩnh để không truyền hỏng là kiểu gì cũng sẽ nhử được khoảng trống theo cách tương tự. Ở pha này thì MC tập trung cả nửa đội hình ở bên phía cánh trái của Tốt Gà để tìm cơ hội cướp bóng. Và ở trung lộ, Tốt Gà đang có sẵn một người đứng cực kỳ thoáng, đập nhả một phát là thoát ngay. Và kết quả của pha bóng ấy đó là Brandon Johnson nhận được một đường truyền dài, bứt tốc làm cho hàng thủ của MC phải hít khói và căng ngang cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà nhìn chung thì những pha này cũng khá là hiếm hoi. Hiệp 1 MC nó pressing quá khủng. Mình cảm thấy là Tốt Gà đã thực sự bị cóng ở khâu lên bóng trong hiệp đấu này, một hiệp đấu phải gọi là thua toàn tập trên phương diện triển khai bóng của đội bóng thành London.
Về phía MC thì họ triển khai không quá khác nhiều so với các trận trước. Nhìn vào hình ảnh này là chúng ta có thể tưởng tượng được cái cách mà MC đá ngay. Akanji vẫn tiếp tục thay thế Stones để cùng với Rodri đóng vai trò là cặp pivot đứng phía trên bộ ba là Gvardio, Diaz và Walker. Ở phía trên, bốn cầu thủ tấn công sẽ giãn rộng nhất có thể để tận dụng tối đa chiều ngang sân, còn Bernardo Silva đảo qua đảo lại khắp sân như giang lạc, nhưng mà chủ yếu là bên cánh phải thôi. Phía bên kia, hàng thủ của Tottenham là một khối 4-2-3-1 rất cơ bản. Hai cầu thủ chạy cánh đứng tương đối là sát vào vị trí của tiền vệ công như các bạn đang thấy trên hình. Thay vì pressing liên tục như MC thì Tottenham hôm nay tương đối là hiền hòa, khi mà đa phần thời gian họ đứng ở khoảng giữa sân và trên giữa sân một chút. Số lần cướp bóng được ở khu vực nguy hiểm của Tottenham cũng không thể so sánh được với MC, khi mà họ chỉ làm được vậy có đúng 3 lần so với 14 lần của đối thủ. Mục đích của đội hình rất hẹp này một lần nữa là để ngăn cản City lên bóng ở giữa sân. Đối với mình thì khoản này Tottenham lại tương đối là thành công khi mà họ thường xuyên ép được City phải đẩy ra cánh. Nhưng mà tất nhiên là ở cánh thì Foden và Doku đá vẫn rất là ghê. Như trên hình thì Doku trong những tình huống như thế này có cực kỳ nhiều không gian để tạo ra những pha bóng 1-1 và thậm chí là 2-1 với Boro khi mà Alvarez đã thu hút hậu vệ của Tottenham vào rất là sâu. Tiếc là trận này Doku không có một ngày sở hữu phong độ cao nhất của mình, còn Boro trận này đá cũng tương đối là ổn. Tuy vậy, Doku vẫn là người kéo bóng nhiều nhất MC, thậm chí là nhiều nhất cả hai đội luôn. Vẫn ngon lắm. Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện khi mà Højbjerg được đưa vào sân thay cho Brian Gill ngay ở đầu hiệp 2. Sự thay đổi này giúp cho Bissouma, người mang trên mình trọng trách luân chuyển bóng trong giai đoạn build up, dễ đá hơn rất là nhiều khi mà có thêm được một đối tác nữa chơi ngang với mình. Cũng giống như Lo Celso, Kulusevski và Johnson được trả về vị trí sở trường. Điều này giúp cho khả năng kiểm soát bóng của Tottenham Hotspur được cải thiện rất là nhiều. Như anh chị em có thể thấy trong tình huống này thì bên cạnh Bissouma đã có thêm Højbjerg, thay vì chỉ duy nhất tiền vệ người Mali cứ lùi xuống liên tục trong giai đoạn build up như hiệp 1. Sự xuất hiện này đã giúp cho số 38 không còn bị đặt vào những tình huống 1-3 sau mất bóng nữa. Thật ra thì cuối trận thì vẫn bị một pha mà có thể linh hoạt hoán đổi vị trí hơn, tự do dâng cao hơn khi mà đã có người có khả năng quét ở dưới. Với sự cơ động của mình thì số 5 thường có những pha bỏ trung lộ, chơi giãn ra biên để tận dụng khoảng trống ở hai cánh, ở nơi mà khối mid block của các cầu thủ Man City bỏ lại để có thể kéo quả bóng lên phía trên. Ví dụ trong pha bóng này, ta có thể thấy là Højbjerg đã giãn ra biên và chủ động chỉ tay ra hướng mà anh muốn Bissouma truyền bóng rồi băng lên kéo bóng lên phía trên. Việc tiền vệ người Đan Mạch thường chơi giãn ra biên và trở thành cầu nối giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo, giúp cho các chân chạy cánh của đội khách không cần phải lùi xuống quá sâu để nhận bóng nữa, mà thay vào đó họ có thể giữ vị trí ở trên cao để thực hiện những bài đánh đã được tập rất là nhuần nhuyễn ở dưới thời của ông Postecoglou. Như ở trong pha bóng này, sau khi nhận bóng từ Højbjerg thì Kulusevski hoàn toàn có thể thực hiện một pha underlap cùng với Giovanni Lo Celso khi mà anh ta có đủ thời gian cũng như không gian do không có ai theo kèm cả và không hề quay lưng lại so với khung thành luôn. Do biết rằng là các chân chạy cánh của Man Xanh đều là những cầu thủ có phẩm chất kỹ thuật rất tốt, nên Postecoglou thường bố trí từ 2 đến 3 cầu thủ nhằm có thể bắt chết các winger này. Bởi lẽ khi bóng được luân chuyển ra biên thì họ sẽ nhả bóng ra tuyến 2, thường sẽ là Bernardo Silva hoặc là Julian Alvarez băng vào. Và Højbjerg lúc nãy thì là công, bây giờ thì là thủ, vẫn rất là biết cách để lao ra áp sát đúng lúc. Như trong tình huống này thì cựu đội trưởng của Southampton đã chạy ra biên và thành công cắt được đường chuyền từ Jack Grealish tới cho Julian Alvarez. Và thêm vào đó là việc Brennan Johnson được trả về cánh trái sở trường cũng giúp cho Tottenham cải thiện được khả năng kiểm soát thế trận, khi mà bây giờ thì ơn trời họ đã có thể lên bóng ở phía cánh trái được. Như mình có nói ở trên thì Højbjerg xuất hiện giúp cho winger ít phải lùi xuống hơn, không có nghĩa là họ không lùi xuống nhé. Cái khả năng lên xuống liên tục này thì yêu cầu cầu thủ phải khá là khỏe, biết tì đè che chắn bóng cho hợp lý cho đến khi có thêm góc chuyền. Chứ như cái ông Brian Gill cầm bóng là cống luôn cho đối phương thì bố là tốt gà cũng được bóng các bạn. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn nói trong video ngắn ngày hôm nay. Rất mong các bạn thấy video này hữu ích. Và nếu mà hữu ích thì nhớ là bọn mình còn có chương trình membership. Các bạn hãy đăng ký thông qua việc nhắn tin vào fanpage của huấn luyện viên online với nội dung là DM Hào để tham khảo những quyền lợi của chương trình membership nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.